Cậu bé quả đào. Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng quê hẻo lánh ở Nhật Bản, có cặp vợ chồng già sinh sống. Họ không có con cái nên cuộc sống rất buồn tẻ. Hàng ngày, ông lão lên rừng đốn củi, còn bà lão thì giặt giũa bên bờ sông. Hình như có một quả đào thì phải. Sao nó lại to đến thế nhỉ? Mình phải vớt lên mới được. Ôi, quả đào to quá. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ trông thấy quả đào nào mà to nặng như quả đào này. Chắc là ngon lắm đây. Ta cứ mang về, đợi ông nhà về thì cùng thưởng thức vậy. Này ông, hôm nay tôi có nhặt được một quả đào bên bờ suối đấy. Thế thì có gì lạ, quả đào này to lắm, lại rất nặng. Khó khăn lắm tôi mới vớt được nó. Tôi đợi ông về để cùng thưởng thức đây. Nó đây này, ông lại mà xem. Ồ, quả đào to quá nhỉ? Gì thế này? Là một đứa bé ông nó ơi. Trông nó đáng yêu quá. Phải rồi, thằng bé trông thật kháu khỉnh, đáng yêu biết bao. Lẽ nào đây là món quà của ông trời muốn tặng cho vợ chồng ta? Chi bằng ta nhận nuôi thằng bé, coi nó như con của mình vậy. Từ đó, ông bà lão cùng nhau nuôi dạy đứa bé với tất cả tình yêu thương của mình. Họ đặt tên cho cậu bé là Đào Thái Lan. Đào Thái Lan lớn lên thông minh và khỏe mạnh, chẳng mấy chốc trở thành cậu bé khỏe nhất làng. Con quỷ lại sắp đến làng chúng ta rồi bà con ơi. Bao lâu nay lũ quỷ cứ đến quấy phá dân làng mình, không lẽ cứ mãi sống trong nỗi khiếp sợ thế này? Nay con đã lớn, xin cha mẹ cho con đi đánh quỷ. Làm sao con có thể đánh được con quỷ đó? Vả lại, nó còn có cả một bầy đàn nữa. Còn con, mới chỉ đang là một cậu bé con thôi. Con sẽ đánh được chúng. Xin cha mẹ cứ tin tưởng, cho con đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Mình cũng đã bị đói meo suốt bao ngày nay rồi. Đi bằng... Được rồi, tôi đi theo cậu. Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Này anh bạn, cậu đi đâu đấy? Cậu mang theo gì trong túi thế? Tôi đi vào rừng, tiêu diệt bè lũ quỷ dữ. Tôi mang rất nhiều thức ăn ngon của mọi miền đất nước. Nếu cậu giúp tôi đến được đó, tôi sẽ chia thức ăn cho cậu. Tìm cách vào bên trong mới được. Để tôi vào trong trước mở cửa. Các anh ào vào sao? Ta là cậu bé quả đào, đến diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi vì tội đã quấy nhiễu cuộc sống của con người đây. À! Kẻ nào dám đến đây phá bệnh? Chán sống rồi hả? Đại vương, nguy to rồi. Nhóc Đào Thái Lan đã đến hành động chúng ta. Nó tiêu diệt không biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta rồi. Ta là cậu bé quả đào, đến diệt trừ lũ quỷ gian ác các ngươi đây. Ngươi mau đầu hàng đi. Một thằng nhóc nhãi ranh như ngươi mà đòi chiến đấu với ta ư? Xin ngươi, cầu xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Ta hứa sẽ không bao giờ làm hại con người nữa, và xin hoàn trả lại những châu báu đã cướp ở làng của ngươi. Ngươi phải thề từ nay không được tìm đến ức hiếp cuộc sống của dân làng chúng ta nữa. Tôi thề không bao giờ có chuyện đó nữa. Con quỷ đã trả hết của cải cho cậu bé quả đào. Cậu bé và những người bạn lại vượt rừng sâu
núi non để trở về nhà với niềm hân hoan chiến thắng. Đêm trăng. Ôi, trăng sáng mới tuyệt làm sao. Đẹp tuyệt vời. Trăng lên rồi, trăng đẹp quá. Ông trăng là của tôi phải lên lấy. Ai nói trăng là của anh, là của tôi. Không, trăng là của chúng tôi. Không nói nhiều, ai lấy được là của người ấy. Ơ, trăng đâu rồi nhỉ? Mất tiêu rồi còn đâu? Kìa kìa, trăng xuống nước rồi. Tại các người đấy, trăng vỡ rồi. Bực quá. Trăng này đích thị của ta. Tất cả là tại các người. Không, trăng là của ta. Mau trả lại cho ta. Của ta. Các cháu, nghe ta nói đây. Các cháu muốn có mỗi đứa một ông trăng riêng phải không? Vâng ạ. Vậy thì ta sẽ chia cho từng cháu một nhé. À, tôi có trăng rồi này. Tôi cũng có. Chúng cháu cảm ơn ông ạ. Đứng lại, đồ ăn cướp. Trăng của tôi. Mất hết rồi. Nào, im lặng nào. Các cháu mau đi theo ta. Trăng đây rồi. Có hẳn hai ông trăng liền. Ở đây cháu nào cũng thấy trăng chứ. Hẳn hai ông trăng đúng không nào? Dạ vâng ạ. Chúng cháu đều thấy hai ông trăng. Thật ra chỉ có một ông trăng trên trời thôi. Ông trăng ấy rọi bóng xuống mặt nước. Từ giờ các cháu hãy đứng đây ngắm trăng thay vì dành nhau ông trăng cho riêng mình nhé. Thì ra là như vậy. Các cháu hãy ghi nhớ, trăng đẹp là của chung. Nếu chia nhỏ ra thì sẽ không bao giờ bền cả. Vẻ đẹp của trăng không còn nữa. Thay vào đó, biết chia sẻ, nhường nhịn thì tất cả đều có thể vui vẻ ngắm trăng. Đúng không nào? Cháu biết sai rồi ạ. Chúng cháu thật là ích kỷ khi dành ông trăng cho riêng mình. Từ giờ khi trăng lên, chúng cháu sẽ tập trung ở đây để cùng ngắm và ca múa nữa ạ. Ừ, có thế chứ. Đối diện với nỗi đau. Ba tới bắt con đi. À, bắt được rồi. Rồi ba ơi, con gái giỏi quá, ráng đậu đại học rồi ba dẫn cả nhà mình đi du lịch nha con. Dạ, con nhất định sẽ đậu mà ba. Ngày mai ba phải đi công tác, con ở nhà tự lo cho mình được không? Ba đi đến cuối tuần về hả ba? Ừ con, ngày ba cứ yên tâm, con lo được mà. Chú nói gì? Ba cháu. Bà ơi, bà có sao không? Bà đợi cháu chút nhé.
Cảm ơn cô bé, bà không sao. Chân bà bị sưng nên đi lại hơi khó khăn thôi. Cháu đi với bà một đoạn nhé. Cháu sẽ xách phụ bà. Bà đi một mình, cháu không yên tâm. Hóa ra nhà bà cũng gần chỗ cháu sống. Chân bà còn đau không ạ? À? Bà để cháu xem nào. Ôi, sưng rồi bà ơi. Bà ngồi đó đi, cam này để ở đâu để cháu cất giúp bà. Cháu mang ra sau bếp, để vào tủ lạnh giúp bà nhé. Bà cảm ơn. Bà ơi, trên đó là hình gia đình bà ạ. Đúng rồi cháu à. Đó là bà, ông nhà bà và con trai của ông bà. Wow, bà có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng mà ông ấy đã mất cách đây 5 năm vì đột quỵ sau khi hay tin con trai bà mất vì tai nạn giao thông. Hiện tại bà chỉ sống còn một mình. Bà cháu cũng... mà không, bà này, hay để trưa nay cháu nấu cơm cho bà ăn nha. Cháu cũng sống có một mình. Thế thì hay quá. Trưa nay hai bà cháu mình cùng ăn cơm nha. Bà ơi, sau giờ học, cháu có thể đến thăm bà mỗi ngày cho đến khi chân bà khỏi không? Cháu xem có thể giúp gì được cho bà không? Bà chưa bao giờ từ chối lời giúp đỡ của một cô gái nào tốt bụng như thế cả. Đình hạnh phúc, còn có người kém may mắn hơn mình. Bà ơi, con nhớ bà. Cháu chào bà. Nay bà bớt chưa? Gặp bà ở chợ hôm đó, bà bị trật khớp, bà vấp phải hòn đá to trên đường. Cháu biết đấy, bà lúc nào cũng vụng về. Nhưng từ lúc nào thì bà đi lại được bình thường ạ? Bà nhớ không lầm là ngay ngày hôm sau. Ngày hôm sau? Vậy sao bà còn gạt cháu? Để ngày nào cháu cũng đến chăm sóc bà. Cháu biết không, lẽ ra bà định cho cháu biết sự thật đấy, nhưng bà vô tình phát hiện cháu khóc. Bà thấy cháu hình như có tâm sự nên vợ chưa khỏi để được bên cạnh chia sẻ với cháu nhiều hơn. Cháu chưa bao giờ nói với bà về gia đình của cháu, về việc cha cháu mất. Cháu thật sự không thể đối diện với nỗi đau. Riêng. Chỉ cần giúp đỡ nhau rồi nỗi đau sẽ vơi dần và cuộc sống sẽ tốt hơn. Cháu vẫn có thể đến đây với bà. Bà vẫn sẽ là người bạn của cháu. Từ khi được giúp đỡ bà, cháu thấy mình vui hơn mỗi ngày. Nhưng cháu không ngờ. Cháu tưởng rằng cháu là người giúp bà, nhưng thật ra chính bà mới là người đang giúp đỡ cháu. Cháu cảm ơn bà. Cháu biết không, khi bà chia sẻ với cháu về hoàn cảnh của mình, cũng là lúc bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có người đồng cảm, quan tâm. Vì thế, có chuyện gì hãy chia sẻ với bà nhé, cô bé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.